Ngày xưa có một cô bé tên là Mai sống cùng cha mẹ và chị gái trên núi. Cha của cô bé là người chuyên đánh đuổi thú dữ và yêu quái bảo vệ dân làng, nên cô rất thần tượng cha và muốn được như cha. Lại không được bắt trâu bò của dân làng nghe chưa? Nói chi trong vòng nay mai cha về tới, nhưng cũng phải có cơm canh tươm tất cho cha mẹ chứ. Lần này cha về nhất định em xin cha dạy dỗ cho em. Chị Mai ơi, em cũng muốn học. Được, cha em học cùng luôn. Hai đứa có học được không? Khó lắm đó nha. Được chứ, được chứ. Mình có thể chữa cho nó không chị? Tội nó quá à. Đưa nó về nhà mình đã. Chị phải nấu cơm cho cha mẹ nữa. Gần trưa rồi. Ba ngày nữa nó có thể bay nhảy lại được rồi. Vậy thì hay quá. Chị Mai giỏi quá à. Ba mẹ chị dạy cho chị hết đó. Biết một chút y thuật sẽ giúp ích cho mình và cho người khác. Em cho chim ăn đi, chị giúp chị Hoa một lát. Chị nấu xong rồi, phần dọn dẹp là của em đó. Dạ. Thật tội nghiệp ông Táo. Quanh năm chỉ toàn củi lửa và nhỏ nồi, chắc ông nóng lắm. Ai hắt nước vô ta vậy? Con xin lỗi ông ạ. Nhưng ông là ai vậy? Ông là một trong ba ông Táo của nhà con đây. Thì ra là vậy. Vì con sợ ông Táo bị nóng nên mới đổ nước cho ông má. Con thật là tốt khi lo cho nhà Táo chúng ta. Nhưng là thần bếp á thì thích lửa, vậy nên nước sẽ làm cho chúng ta bị cảm đó. Con hiểu chưa? Dạ, con xin lỗi ông. Con có thể làm gì cho ông không? Ông có thích món gì khác ngoài lửa không? Con muốn tặng quà ta sao? Ông đã giữ lửa cho nhà con được ấm áp và có nhiều bữa ăn ngon trong bao năm qua. Con rất muốn tặng quà để cảm ơn ông. Ta thật vui khi con nghĩ như vậy. Nếu muốn, con có thể tặng cá chép cho ta. Để đến ngày 23 tháng Chạp, ta có thể cưỡi cá về trời chầu Ngọc Hoàng. Dạ được ạ. Chiều nay con sẽ đi câu cá chép tặng ông. Được, được lắm. Vậy ta đi đây. Các con mau ra đón cha đi. Ông Táo nói vậy, nghĩa là cha chúng ta sắp về hả? Các con ơi, cha đã về. Cha đã về. Cha ơi, cha xong việc rồi hả? Cha có mệt không? Cha bắt được hổ dữ rồi hả cha? Cha có bị thương không? Con hổ này mạnh thiệt đó các con ạ. Cha phải đấu với nó đến chiều tối luôn đó. Chú ơi, chú kể cho tụi con nghe về chuyện đánh hổ đi ạ. Hai đứa không thấy cha đi về mệt lắm hay sao? Cha chờ một chút, con lấy nước cho cha uống nha. Được, cha sẽ kể cho các cô nghe. Hay quá, hay quá. Wow, thấy rồi, nó chồm lên. Chà, nhắm trúng mõm của nó và ấm một cái. Con hổ té xuống, không kêu được tiếng nào luôn. Wow. Giữa trưa mà ngồi ngoài nắng vậy hả? À, mẹ về rồi. Cha đừng lo, con sẽ cố công học giỏi võ nghệ. Như vậy bạn yêu quái sẽ không thể làm hại con được. Cha à, ít ra cha hãy dạy con để con theo phụ cha. Một mình cha lỡ gặp bọn chúng quá đông thì phải làm thế nào? Tôi thấy Mai nó nói đúng đó mình. Mình cứ thử dạy nó coi làm sao. Nếu nó không có năng khiếu á, thì mình cứ cho nó học để thân thể khỏe mạnh thôi cũng được mà. Thôi cũng được. Vậy cha sẽ dạy cho con rèn luyện sức khỏe vậy. Vậy chú cũng dạy cho con nhé nha. Con cũng muốn học. Thôi còn giờ á thì mau vào ăn cơm, chiều mất rồi. Dạ. Cha đã nhầm về con. Mai, con có năng khiếu học võ đó. Còn Mướp, do là con còn quá nhỏ, có khi đợi thêm vài tuổi nữa rồi tập lại xem sao. Trong vườn hoa tìm một cây năm nhỏ, nằm ở đâu hai cây năm nhỏ, để ta đem về nấu canh cho bà. Lè 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 lè. Ai ở đó? Ra mặt đi. Tôi có vợ đó nha. Trời ơi, con thỏ là mình hết hồn. Lại một chú thỏ khác nữa. Yêu quái, ta có võ công cao cường, biết điều thì lui đi, không thì ngươi sẽ biết đây đó. Ông Táo ơi, con có quà tặng cho ông nè. Ông ơi, mấy ngày này cha con đã dạy dỗ cho con đó. Ta biết, con học rất nhanh và giỏi nữa. Con thích học võ đến vậy sao? Dạ, thưa ông, con cảm thấy những thế võ không xa lạ gì với mình. Vậy là tốt. Con có tài năng như vậy chắc chắn sẽ làm nên chuyện giúp cha con đánh đuổi bọn quái vật, giữ bình yên cho dân làng. này bị làm sao vậy? Con chim nói đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Có một con quái thú gần đây, con phải cẩn thận bé Mai à. Hả? Cha mẹ ơi, không hay rồi, bé Mướp nó có chuyện. Con sao vậy? Có chuyện gì? Từ từ nói. Cha, mẹ, lúc nãy con qua đưa quần áo mới may cho nhà bé Mướp thì bà nói Mướp đi hái nấm trong rừng từ chiều chưa thấy về. Cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Mình đừng lo lắng quá. Có thể thằng bé đi lạc hoặc ngủ quên đâu đó trong rừng. Để tôi đi kiếm nó về. Mấy mẹ con ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận. Thưa cha con đi với. Có gì con cũng phụ cha. Con đi theo làm gì? Cha đi vào rừng đêm thường xuyên, con không cần lo. Lúc nãy ông Táo nhà mình nói với con có một con quái thú xuất hiện gần đây. Cha hãy cho con đi theo để giúp đỡ cha. Thôi, vậy thì nguy hiểm quá. Con chỉ mới học võ được có vài ngày, làm sao mà hạ được con quái thú mà đòi đi. Mẹ đừng lo, con bắn một mũi tên không trúng thì con bắn 2 mũi, 5 mũi, 10 mũi. Với lại con chỉ phụ cha chứ không làm vướng chân cha đâu. Thôi được rồi, mình cứ yên tâm đi. Tôi sẽ đưa con theo cho nó học hỏi là chính. Cha con tôi tìm được Mướp á, sẽ về ngay. Vậy thì hai cha con phải cẩn thận đó nha. Dạ, con biết rồi ạ. Em và cha phải nhớ trở về bình an nghe chưa. Chị đã may cho em một cái áo mới màu vàng mà em thích rồi nè. Em cảm ơn chị. Con mồi thật khỏe mạnh tươi ngon, khác hẳn với những bọn thú rừng hôi hám ta phải ăn. Mà thả ta ra, nếu không ngươi sẽ không thoát được đâu. Núi này có gia đình chị Mai, chuyên việc yêu quái, giỏi võ nghệ, họ sẽ tiêu diệt ngươi đó. Chờ bọn chúng tìm được ta thì ngươi cũng toi rồi. Mình chạy nãy giờ chắc xa lắm rồi ha. Còn Trăn Tinh kia chắc không đuổi kịp đâu. Mệt quá, phải nghỉ một lát thôi. Ngươi có chạy đằng trời, ta chỉ cần ăn một hai thôi, ta sẽ trở thành bất tử trong trời đất. Mướp ơi, con ở đâu? Mướp! Mướp ơi, em ở đâu? Cái gì vậy? Ý là cái giả của Mướp. Có một con gì rất lớn đã bắt Mướp đi rồi. Cha không thấy dấu chân của nó. Có khi nào Mướp bị ăn thịt rồi không cha? Cha ơi, lại xem nè. Đây hẳn là dấu hiệu Mướp để lại cho chúng ta biết đường đi theo. Có lẽ đúng đó. Cỏ cây chỗ này cũng bị rạp đi. Một con thú lớn như vậy nhất định phải có dấu vết rõ ràng. Theo như cha đoán thì đây hẳn phải là một con trăn hoặc là một con rắn khá lớn. Giờ con núp ở đây, cha sẽ dẫn dụ nó ra. Con vào cứu Mướp, nhớ cẩn thận đó. Dạ thưa cha, cha cũng phải cẩn thận. Quái, mau ra đây. Thật hay, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng, ta sẽ trở thành bất tử. lại đây. Con trăng quái ác kia, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà ta là Trăn Tinh ngàn năm chưa từng để sống con mồi nào. Mướp, em đâu rồi? Hả? Chị Mai, em ở trên này nè, mà cứu em với. Được rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? À, không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Nữa cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Con nhóc kia bị bắn trúng mắt ta rồi. Cha ơi, cha có sao không? Trăn Tinh đâu? Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau đi khỏi đây, cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo. Gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của Trăn Tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi, nhờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con Trăn đã chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thần này. Dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao, nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi. Ta phải bất tử. Trước hết ta phải trả thù con nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm, mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu Mướp nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói con Trăn đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe Mướp kể là nó ăn thêm 2 người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang Trăn Tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con trăn này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của Trăn Tinh. Tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ. Đây là dãy cá chép đã quá rồng. Con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn. Cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nè thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hỗn xược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Chị Hoa đâu rồi hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi, mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo ông tốt bụng quá. Nhưng dạ, có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi, chị Hoa bị quái vật Trăn Tinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy, thì quay lại thấy Trăn Tinh bắt chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà, chị Hoa bị Trăn Tinh bắt đi rồi. Trên mắt em nhìn thấy. Mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa. Con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được. Chị Hoa con đã bị bắt mất rồi. Chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa, ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ Trăn Tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại Trăn Tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận. Chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương. Làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. Có lẽ Mai nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con Trăn Tinh này một lần. Nhờ có nước thần nó mới sống lại. Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống dậy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi. Cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nè Mướp, mang chú chim này theo đi. Nó rất thông minh. Nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Trăn Tinh, cha ta là người diệt yêu quái. Em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta chờ con em của người đến để ăn thịt hai chị em một, vừa thả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ là hét thỏa thích đi. Khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đã đến đây. Phải chăng là... Cha, cha có sao không? Cha hơi mệt thôi. Chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi. Chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăn Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết. Ông đến để hỏi con về dãy rọc ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông, con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm. Ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức. Còn có thể tạt vào Trăn Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăn Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăn Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăn Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta? Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy chúng ta không còn dãy rồng để chiến đấu với Trăn Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Con Trăn Tinh thật quá nham hiểm, dằn cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông tao. Nó biết chúng ta có dãy rồng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Ôi, chúng ta đã khinh địch rồi. Đó, lần trước Trăn Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại. Còn lần này là do chúng ta chủ quan nên giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Chị Hoa, đừng lại đây, là bẫy đó. Cha hãy mau vào hang uống nước ở hồ thần. Các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ tại ta, chưa phải cố không trượt chân khỏi vách đá. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn bắt được hùm thì phải vào hang hùm. Ngươi có giỏi thì vào đây bắt ta. Mai, mau đến hồ nước đi cha, để con. Lên con gái, cha cứu chị qua xong sẽ giảng phụ con. Trời ơi, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống. Còn em Mai. Thưa cha, khi cha đã hiểu thì con đu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy. Cha đến 1, 2, 3. Con nhảy qua nắm tay cha liền nghe. 1, 2. Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao? Ông ơi, con diệt được Trăn Tinh, nhưng cũng bị nó xiết chết rồi. Cái gì? Mai con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi. Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ cứu được một đứa. Bé Mai, con mình đã... Khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này. Về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi. Chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người. Nay cho bé Mai được sống lại, mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi, chị ơi, Mướp ơi, con đã về đây. Sau đó, cứ đến 29 Tết hàng năm, Mai lại về sống với gia đình 9 ngày. Đến khi gia đình Mai không còn ai, thì cô bé không về nữa, mà chỉ còn một loài cây quanh năm xanh lá. Đến Tết mới nở hoa vàng rực như áo cô bé. Dân gian gọi là hoa mai. Họ đem về trồng ở mỗi nhà. Mỗi năm hoa nở sắc vàng tươi, mang nhiều ý nghĩa về sự vui vẻ, may mắn, sum họp gia đình những ngày đầu năm mới. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, nơi nhà vua già đang trị vì, ông có con là 3 vị hoàng tử. Tính cách của họ lại hoàn toàn khác nhau. Jim, em trai, sao em không chịu chú ý gì cả? Em tưởng anh Jim bị thương. Ra trận mà quỷ mị như chú mày thì tiêu đời, em trai à. Cái đó gọi là khổ nhục kế em trai à. Các con trai của ta kính chào Quận Dương. 3 hoàng tử đầy tự hào của Dương Quốc và của ta. Con trai cả Joe mạnh mẽ. Con trai thứ Jim khôn ngoan. Và con trai út Joe nhân hậu cả ba đều mỗi người một vẻ mà cha yêu quý. Cha rất yên tâm khi trao lại Dương Quốc cho các con. Sao phụ Dương lại nói vậy? Người phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh nữa với tụi con. Phải đó, phụ Dương đừng nói gỡ mà. Các con, cha đã già rồi, đó là điều không tránh khỏi. Bây giờ còn cười nói như vậy, biết đâu... Phụ Dương! Phụ Dương! Phụ Dương! Lính đâu? Gọi ngự y! Thưa ngài, phụ Dương ra sao rồi? Bẩm các hoàng tử, do tuổi tác đã cao nên nhà vua bị suy tim đột ngột. Hiện giờ sức khỏe đã rất yếu, thần cũng không thể nào làm gì hơn. Không thể như vậy được. Anh ơi, bình tĩnh đi. Ngài thật sự không còn cách nào khác sao? Thần bất tài, không đủ sức cứu chữa cho nhà vua. Vậy ngài có biết thuốc ở đâu? Hay còn ai khác có thể cứu được phụ Dương không? Thực ra thần có nghe nói ở một đất nước hoang tàn nọ có nước trường sinh. Nhưng mà... Nhưng thế nào? Đường đi rất nguy hiểm, nhiều người đã đến đó nhưng không ai trở về. Nếu thế thì chỉ là lời đồn, làm sao biết chắc có thật hay không? Dạ thần cũng không rõ. Dù là lời đồn, em cũng xin đi tìm nước thần về cho cha. Phụ Dương, người tỉnh rồi. Các con đừng quá lo lắng. Sao chúng con không lo lắng được? Thưa cha, xin hãy cho con đi tìm nước trường sinh để cứu cha. Con là hoàng tử, nếu có việc gì thì... Đúng vậy thưa cha, con là anh lớn, xin hãy để con đi. Các con, xin cha chấp thuận cho con được đi tìm nước trường sinh. Thôi được rồi, con hãy đi cẩn thận. Chà, 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 đi hơn nửa tháng rồi mà vẫn không tìm thấy nơi nào có nước trường sinh. Cố lên Châu ơi, nếu ta lấy được nước trường sinh về thì ta sẽ là đứa con được vua cha yêu quý nhất và sẽ được kế vị ngôi vua. Sẽ không có ai cản bước ta. Cái gì vậy? Tên kia, người dám ngắn chân của ta hả? Tại ngài tông vào tôi chứ. Ngài đi đâu mà vội vậy? Không liên quan gì tới ngươi, tránh ra. Tên lùng kia, ngươi có biết nước trường sinh ở đâu không? Nói cho ta biết ngay. Hoàng tử hãy đi về hướng núi, đi giữa những vách đá. Nhớ là luôn đi giữa những vách đá. Quả là một kẻ thô lỗ. Hãy đi giữa những vách đá, nhớ là luôn đi giữa những vách đá. Trời ơi, ở đâu ra một kẻ xấu xí như vậy? Nhà ngươi là ai? Có biết lâu đài có nước trường sinh đi hướng nào không? Ngài cũng đi tìm nước trường sinh sao? Vậy là ngươi đã gặp anh trai ta. Anh ấy đi hướng nào? Mau nói cho ta biết. Hoàng tử hãy đi về hướng núi, đi giữa những vách đá. Nhớ là luôn đi giữa những vách đá. Ta phải lấy được nước trường sinh trước anh Châu, rồi ngôi báo sẽ về tay ta. Thật là một kẻ tham lam. Ngựa ngoan chắc đã mệt rồi, ta nghỉ một lát uống nước đã nha. Nè anh ơi, có cần tôi giúp một tay không? Vâng, nhờ cậu vậy. Anh muốn đi đâu? Tôi có thể xách xô này tới đó giúp anh. Ở ngay đây thôi. Cậu thật tốt bụng. Cậu ăn mặc đẹp như vậy, hắn là người quyền quý, tại sao lại vào rừng này làm gì? Cha tôi bị ốm rất nặng, nên tôi đang đi tìm nước trường sinh để cứu cha. Anh có biết đường đi không? Các anh tôi đã đi tìm mấy tháng nay mà chưa thấy ai trở về hết. Ừ, trong cậu tốt bụng lại khiêm tốn. Được, ta sẽ chỉ đường cho cậu. Xin cảm tạ anh. Ta là thần lùng canh giữ đường đến lâu đài có nước trường sinh. Bây giờ ta sẽ kể cho cậu nghe. Nhiều năm về trước, nơi đây là một đất nước hòa bình dưới sự trị vì của một nhà vua nhân từ. Nhà vua muôn năm, nhà vua thật nhân từ. Thần dân của ta, sau một đợt mất mùa đói kém như vừa rồi, ta hy vọng có thể giúp đỡ mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại đất nước. Dạ thưa bệ hạ, có tin báo một đợt dịch bệnh đang tràn về kinh thành. Với tình hình như hiện nay, chúng ta không thể đủ sức chống trả. Ta đã ra lệnh cho mọi người cầu nguyện một phép lạ đến với chúng ta. Nếu ơn trên ban xuống, thì chúng ta mới có thể qua khỏi thời kỳ khó khăn này. Hỡi nhà vua, ta rất hài lòng về sự nhân từ của người, nên ta chấp nhận lời khẩn cầu của người. Đây là nước trường sinh chữa được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, hãy sử dụng cho tốt. Trời đã giúp ta rồi, người đâu? Mau đem nước này đi chữa bệnh cho dân chúng. Rồi đây, từng người ai cũng có. Đây, cảm ơn cậu. Thế là nhà vua phân phát nước trường sinh cho mọi người, và đất nước mau chóng thoát khỏi dịch, trở lại phồn vinh như trước cho đến khi nhà vua qua đời. Tâu bệ hạ, xin hãy cố gắng chờ người đem nước trường sinh đến đây. Không cần đâu, ta đã sống một đời trọn vẹn rồi. Giờ các ngươi hãy ở lại giúp các con ta cai quản đất nước này và giữ gìn nước trường sinh cho tốt. Tuy nhiên, khi nhà vua nhân từ mất đi, các con của ngài lại cấu kết ngoại bang tranh giành nhau đại phun nước trường sinh, khiến đất nước chìm trong loạn lạc liên miên. Chiến tranh kéo dài gần 100 năm, cho đến khi vị tiên năm xưa quay trở lại. Các người quả là những kẻ tham lam hiếu chiến. Nay, ta phán nơi này sẽ bị lãng quên. Chỉ có kẻ nào đủ sự nhân từ, lòng quả cảm và ý chí mới có thể giải lời nguyền và trị vì nơi này. Người kế vị cuối cùng của lâu đài là một công chúa, cũng bị giam cầm ở đó cho đến khi có người giải thoát. Vậy làm sao tôi mới có thể lấy được nước trường sinh? Vì cậu khiêm tốn và tốt bụng, nên tôi sẽ giúp cậu. Hả? Đi giữa những vách đá, đi giữa những vách đá, sẽ tìm thấy lâu đài có nước trường sinh. Rồi ta sẽ làm vua. Có rất nhiều người đến đây nhưng đều đi lạc. Số khác thì vào được lâu đài nhưng không ai vượt qua được thử thách cuối cùng, nên bị quá đá tại đó mãi mãi. Nếu tôi hoàn thành được thử thách thì có cứu được họ không? Cậu phải thoát ra trước đã. Hãy nhớ lời ta dặn. Sẵn sàng chưa? Đây có lẽ là các hoàng tử đã đến trước và bị quá đá. Hãy quăng hai chiếc bánh này cho bọn sư tử. Đây là loại bánh kỳ diệu, có hương vị khoái khẩu của loại sư tử. Nước trường sinh trong vườn hoa. Vườn hoa ở đâu ta? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Anh đến tìm nước trường sinh hả? Phải. Cha tôi bị ốm nặng nên tôi đi tìm nước trường sinh. Cô là ai? Tôi nghe thấy tiếng cô la hét. Tôi là người kế vị cuối cùng của lâu đài này. Lúc nãy con mèo của tôi suýt vồ được chú chuột của tôi nên... Thật sao? Tôi tưởng cô bị giam trong lâu đài. Mình ăn chút gì đi, vì trong anh mệt lắm rồi. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Xin chia buồn cho sự mất mát của cô. Không ngờ chiến tranh đã tàn phá sự phồn vinh của lâu đài này, lại còn cướp đi cả cha cô nữa. Đúng vậy. Cha tôi bị ông nội lôi vào cuộc chiến bất đắc dĩ. Sau khi dì Tiên ếm lời nguyền thì chỉ có hai mẹ con tôi và nhũ mẫu nương tựa vào nhau mà sống trong lâu đài này chờ người đến giải cứu. Nhưng mẹ tôi đã mất rồi. Nếu chúng tôi không được giải cứu trước tiếng chuông điểm 12 giờ hôm nay thì chúng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Xin công chúa đừng buồn. Tôi sẽ cố gắng đưa nước trường sinh ra khỏi lâu đài trước khi chuông điểm 12 giờ để giải thoát cho lâu đài và cho công chúa nữa. Cảm ơn ý tốt của anh. Không phải tôi lo cho mình. Tôi đã sống gần 20 năm ở đây cùng mẹ và nhũ mẫu. Tôi có thể tự lo tất cả mọi thứ. Nhưng nếu tôi chết đi thì tòa lâu đài này cùng nước trường sinh sẽ chết đi. Không ai kế vị, không còn ai biết đến nữa. Vậy thì tốt nhất là tôi nên đi tìm nước trường sinh ngay. Cảm tạ công chúa vì bữa ăn ngon. Sau khi tìm được nước trường sinh, tôi sẽ gặp lại nàng. Anh hãy đi hết hành lang này rồi rẽ phải 3 lần, sẽ đến vườn hoa có nước trường sinh. Nếu anh có thể giải thoát cho lâu đài thì xin quay lại đây vào năm sau để em có thể trao quyền kế vị cho anh. Nhất định ta sẽ quay lại để gặp lại nàng. Còn một lần quẹo phải nữa thôi là tới nơi. Mệt quá đi. Mệt quá. Hay là ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Có lẽ bây giờ đã quá giữa trưa. Nắng chưa tắt nên ta còn ít nhất là hơn 6 tiếng nữa trước nửa đêm để ra khỏi đây rồi đi ngủ sao vậy? Ngồi nghỉ một lát vậy. Đúng là ăn no thì không nên chạy quá nhanh. Ngồi nghỉ một chút thôi rồi lại đi tiếp. Một chút thôi. Ôi không, mình cũng quên mất rồi. Đây hẳn là những gì còn sót lại của nước Trường Sinh. Ta không thể bỏ lỡ. Cố lên, xin hãy chảy thêm một chút nước nữa để cứu cha ta với. Nếu cậu không ra khỏi lâu đài trước khi chuông điểm 12 tiếng thì cậu sẽ hóa thành đá. Cảm ơn anh, chàng trai dũng cảm. Nhờ anh mà chúng tôi thoát khỏi kiếp hóa đá bao nhiêu năm qua. Không có gì, tôi cũng cố gắng lấy được nước Trường Sinh cho cha tôi nữa. Tôi đã băng bó chân cho anh rồi. Nay mai anh sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn anh. Tôi xin tặng anh thanh gươm thần này. Nó sẽ giúp anh chiến thắng bất kỳ trận chiến nào. Còn đây là một chiếc bánh, ăn không bao giờ hết. Tôi xin tặng anh để đền ơn cứu mạng. Ê, mọi người không cần làm vậy đâu. Tôi đã lấy được nước Trường Sinh, còn mọi người được giải thoát. Lâu đài cũng không còn bị lời nguyền nữa. Anh cứ nhận đi, anh rất xứng đáng. Phải đó. Vậy tôi xin nhận. Cảm ơn mọi người. Mày xem, họ thật tốt bụng. Giờ chúng ta có thể trở về nhà. Cảm ơn thần Lùng. Thật may gặp được ngài ở đây. Nhờ có ngài tôi đã lấy được nước Trường Sinh rồi. Thật tốt. Cậu đã rất dũng cảm vượt qua thử thách và giải lời nguyền của vị tiên với lâu đài, cũng như những người quá đá. Nhưng có vẻ như dòng nước Trường Sinh không còn chảy được nữa. Thật tiếc. Đừng lo, công chúa Gloria sẽ biết phải làm gì. Thì ra tên nàng là Gloria. Tôi chỉ mới gặp được nàng một chút, chưa kịp biết tên. Nếu năm sau trở lại đây thì cậu sẽ gặp lại nàng thôi. Giờ cậu trở về nhà sao? Đúng vậy, tôi phải đưa nước Trường Sinh này về cho cha ngay. Nhưng mà giá mà có thể tìm được hai anh trai của tôi về cùng thì tốt biết mấy. Cha tôi sẽ yên tâm hơn khi khỏe lại và thấy cả ba đứa con khỏe mạnh kề bên. Hai anh của cậu vì kiêu ngạo và tham lam nên đi lạc đường, không bao giờ có thể trở về được. Ngài biết các anh trai tôi sao? Họ ở đâu? Xin ngài hãy rủ lòng thương mà tha cho các anh tôi. Hay ngài có thể chỉ cách cho tôi cứu họ? Ta không chắc cứu họ thì tốt cho cậu đâu. Họ chẳng phải người tốt. Dù sao thì họ cũng là anh trai tôi. Tôi không thể bỏ mặc họ được. Cậu là một chàng trai tốt bụng. Tôi chúc cậu thật nhiều điều tốt lành. Ta đã giải lời nguyền cho họ. Khi gặp họ, cậu hãy gọi to tên của họ là được. Anh Châu! Anh Jim! Hả? Trời ơi! Mình đang ở đâu vậy? Các anh hãy xuống ngựa đi, rồi từ từ dắt chúng đi ngược lại. Jim! Sao em lại ở đây? Em đến tìm các anh. Chúng ta mau về nhà thôi. Trời ơi, anh tưởng không còn được gặp Châu và em nữa chứ. Chúng ta mau về thôi. Thấy chúng ta chắc cha mừng lắm. Nhưng còn nước Trường Sinh? Đừng lo, em đã lấy được rồi. Hả? Em đã lấy được nước trường sinh rồi sao? Ừ. Thì ra chú lấy được nước Trường Sinh như vậy. Chú thật là yếu ớt. Nếu là tôi thì đã thoát ra từ sớm rồi. Anh chỉ giỏi ba qua. Vậy sao anh lại lạc đường đi vào vách núi? Chuyện gì vậy? Có người mai phục sao? Chạy. Cái gì thế này? Các người là ai? Anh Châu! Em hết tên rồi. Không xong rồi. Các anh chạy trước đi, em sẽ ở sau hỗ trợ. Từ lúc nào mà nó giỏi như vậy chứ? Chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Em thấy phía trước có lâu đài, mau tới đó xem sao. Nguy rồi, chúng ta lọt vào giữa một cuộc chiến như thế này. Bên nào cũng tưởng ta là địch cho xem. Các anh, chúng ta mau vào thành kia thôi. Mau lên, vẫn còn cách nào khác đâu. Ai kia? Thần không biết ạ? Trông lạ quá, không biết từ đâu xuất hiện. Không hiểu phe ta hay phe giặc mà mạnh vậy. Lại chạy về hướng này. Hỏi mọi người sẵn sàng tử chiến. Tuân lệnh. Ông cộng lại. Các anh mau chạy vào thành. Hãy qua. Em trai tôi còn ngoài đó. Không được, bọn giặc sẽ tràn vào thành. Các ngươi là ai? Phá vòng dây bọn giặc rồi nhảy vào thành để làm gì? Chúng tôi là hoàng tử của Dương quốc phía Nam, đi qua đây có việc. Không ngờ bị kẹp giữa cuộc chiến của hai nước thế này. Tâu bệ hạ, có khi là kế của bọn giặc cài người vào do thám chúng ta. Cũng phải, hay là giết chúng đi. Khoan! Tôi sẽ cầm quân đánh đuổi giặc cho các vị. Quân giặc quá mạnh, quân đội ta liên minh 3 tiểu quốc còn không đánh lại được. Dựa vào một mình ngươi ư? Nếu tôi làm được thì sao? Thì ta sẽ trọng thưởng, tiễn các ngươi về tận quê nhà. Thế nếu các ngươi nói dối thì chúng ta sẽ giết tại chỗ. Có được hay không? Tôi nhận lời. Các người thấy đó, chiến tranh kéo dài khiến dân tình lầm than tối khổ quá rồi. Nếu không phải 3 nước chúng tôi liên minh lại thì có lẽ đã thua từ lâu. Xin ngài cho con một chút đồ ăn. Một chiếc bánh nhỏ làm sao cứu được cơn đói của họ. Xin ngài đừng lo, chiếc bánh này ăn mãi không bao giờ hết. Hãy để tôi giúp dân của ngài. Vậy là nhờ bánh thần của hoàng tử Gem đây mà dân chúng hầu như đã được no nê, thưa chư vị. Thứ lỗi cho chúng tôi quá đa nghi. Các ngài biết đó, chúng tôi chỉ là tiểu quốc nhỏ, bị bọn giặc tấn công bất ngờ. Binh lính của chúng tôi cũng chỉ là nông dân không được thao luyện kỹ càng. Thành ra 3 nước chúng tôi liên minh lại mà vẫn không thắng được chúng. Thật là xấu hổ. Quả là thế giặc rất mạnh, thưa chư vị. Nhưng kiếm của tôi là kiếm thần bất bại, dù thế nào cũng sẽ giúp được các chư vị đánh thắng quân giặc. Thì ra là vậy. Hèn chi mà kiếm thuật của nó cao cường như vậy. Anh còn đang thắc mắc. Các hoàng tử có lẽ đã mệt sau cuộc hành trình dài. Xin hãy nghỉ ngơi ở lâu đài khiêm tốn của ta trước trận đánh ngày mai. Xin cảm ơn chư vị. Chúng thần xin cáo lui. Anh còn ăn nữa sao? Lúc nãy ở bàn ăn, anh đã ăn 3 con gà kia mà. Ăn thêm một chút trước khi ngủ thì có làm sao? Mấy ngày nay căng thẳng quá rồi. Lúc bị bỏ bùa trên núi, anh không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày. Anh không thấy lo sao? Lo cái gì? Jam, em trai chúng ta, nó đã tìm được nước trường sinh, có kiếm thần và bánh thần. Rồi cha sẽ yêu thương nó hơn chúng ta. À phải rồi, cha sẽ truyền ngôi cho nó. Giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Không thể để vậy được. Từ giờ tới lúc về nhà, chúng ta phải tìm cách lấy nước trường sinh. Anh biết gì không Joe? Chiến tranh đôi khi không đoán trước được. Hả? Vậy là sao? Ngày mai. Kiếm thần, hãy giúp ta đem hòa bình về cho đất nước này. Ta không thích đánh nhau, nhưng để trở về nhà thì chúng ta phải thoát khỏi cuộc chiến này. Ngày mai chắc sẽ khó khăn lắm đây, nhưng ta phải chiến thắng để trở về nhà cứu cha và để gặp lại Gloria. Mau cấp máu! Quân giặc đột kích! Quân giặc đang vào thành! Anh đứng cạnh, còn em mau trộm lấy kiếm thần. Đúng, ngày mai không có kiếm thần, thằng Jim chắc chắn không còn có thể quay về nhà được nữa. Và chúng ta sẽ thắng trận. Anh đừng có điên. Chúng ta sẽ lấy kiếm thần để mà thoát khỏi cuộc chiến này rồi về nhà. Tại sao chúng ta phải giúp bọn tiểu quốc này làm gì chứ? Được, được, anh hiểu. Bọn giặc đến, chúng ta bị tấn công giữa đêm. Mau lên anh trai, bọn giặc tấn công chúng ta giữa đêm. Suýt nữa thì... Hả? Sao? Sao trăng gì nữa, thất bại rồi. Đợi tính cái khác thôi. Đánh lén. Theo hiệp ước này, các người phải lập tức rút quân và không được động binh nữa. Hãy lấy danh dự của nhà vua các ngươi ra mà thề đi. Thần xin thề bằng danh dự của nhà vua của thần và tính mạng của thần, từ nay sẽ không bao giờ thần còn xâm chiếm các tiểu quốc của ba vị nữa. Nhờ có hoàng tử xem mà chúng tôi đánh thắng quân giặc. Xin hoàng tử hãy ký vào hiệp ước này như là người làm chứng cho hòa bình của bốn nước chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh. Nâng ly, mừng hòa bình giữa các vương quốc. Hòa bình giữa các vương quốc. Cảm ơn cậu, hoàng tử Xem. Lòng quả cảm và tốt bụng của cậu đã cứu ba vương quốc của chúng tôi thoát khỏi cảnh binh đao loạn lạc. Ngài đừng nói vậy, ai trong tình cảnh của chúng tôi cũng sẽ làm thế thôi. Cậu đừng khiêm tốn, với người khác có kiếm thần trong tay thì họ có thể mở đường mà thoát khỏi đây. Nhưng cậu thì ở lại đánh giặc và còn giải hòa giúp chúng tôi. Rồi đây, chúng tôi xây dựng lại vương quốc và sang nước các cậu để báo đáp. Chư vị không cần khách sáo đâu. Các vị đã tặng anh em tôi chiếc thuyền đầy đủ tiện nghi này để trở về nhà là đủ rồi. Được rồi, các hoàng tử cứ yên tâm trở về đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Cuối cùng cũng được trở về nhà. Phải đó, hy vọng chúng ta không còn gặp trở ngại gì nữa. Dù có là trở ngại gì thì chúng ta cũng đương đầu, có gì mà phải sợ. Anh thì có đụng tay vào việc gì đâu. Hào quang đã dành cả cho em út tài giỏi của chúng ta. Jim, nói vậy là sao hả? Chứ còn sao nữa, Jim đã có kiếm thần trong tay, tìm cả được nước Trường Sinh để cứu cha. Thế thì người kế vị hẳn phải là Jim chứ. Em... Ê, thôi mà, các anh cứ đùa em. Anh Joe luôn bảo vệ em, còn anh Jim đã gọi em dậy lúc chúng ta bị tấn công còn gì. Anh đề nghị chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ tối nay. Làm gì? Để mừng anh em ta tai qua nạn khỏi, mừng cho Jim vừa đánh thắng trận. Cũng phải, Jim trước giờ có bao giờ đánh thắng anh đâu. Các anh, nâng ly với em, để em cảm ơn các anh đã đồng hành cùng em trong hành trình vừa qua. Em rất cảm động tình anh em của chúng ta. Hy vọng nó sẽ luôn bền chặt. Hãy nâng ly một lần nữa nào, vì chuyến khải hoàn vang dội sắp tới khi chúng ta trở về. Jim, sao rồi? Ngủ say như chết rồi. Lần này em đã tính đúng đó chứ. Hay thật. Mà tại sao chúng ta cũng uống mà? Châu ơi Châu, anh thật là... Em bôi thuốc ngủ sẵn vào ly của nó rồi. Tại sao em phải cho thuốc ngủ vào nước uống kia chứ? Em quả là thông minh. Vậy giờ sao? Chúng ta làm gì với nó đây? Anh phụ em một tay nào. Đây rồi. Anh làm gì vậy Châu? Anh muốn lấy cây kiếm thần của nó. Nhưng sao? Nó cứng và nặng quá, anh không nhấc lên được. Kỳ lạ, sao nặng dữ vậy? Để anh kéo lên. Em ra sau phụ anh đi. Không được rồi. Bây giờ làm sao? Kệ nó đi anh ạ. Chúng ta lấy nước trường sinh cũng đủ rồi. Nhưng nó phát hiện ra thì... Nếu nó thách đấu thì làm sao chúng ta đánh lại? Hay là chúng ta quăng nó xuống biển và nói với cha rằng nó đã chết? Anh điên à? Chúng ta sẽ... Anh hiểu rồi. Giờ thì anh và em giả bộ ngủ quên y như Jim vậy. Ôi nhức đầu quá. Sao mình không nhớ gì về hôm qua vậy? Thưa hoàng tử, đã đến đất liền rồi ạ. Anh Jim, anh Joe, chúng ta tới nhà rồi, mau dậy đi. Gì mà mới sáng ra. Các anh mau chuẩn bị thôi, chúng ta về tới nhà rồi. Thật sao? Đúng vậy, chúng ta sắp được gặp phụ hoàng rồi. Bái kiến phụ hoàng. Chúng con đã trở về. Chúng con đã tìm được nước trường sinh để chữa bệnh cho phụ hoàng đây. Miễn lễ các con của ta. Ta thật mừng khi thấy các con đều an toàn trở về nhà. Kìa Jim, em mau đưa nước cho phụ hoàng đi. Thưa phụ hoàng, người hãy cố gắng uống nước trường sinh này. Mặn quá. Thuốc đắng giả tật mà phụ hoàng. Người uống thêm một ít nữa coi sao. Đau quá. Phụ hoàng, phụ hoàng. Không xong rồi, bệ hạ đang nguy kịch. James, em cho phụ hoàng uống nước gì vậy? Em không hiểu. Như vậy là sao? Phụ hoàng, người hãy uống nước này đi. Đó là... Ê, mày định làm gì hả Jim? Ôi trời ơi, ta như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Thật khủng khiếp. Phụ hoàng, người thấy thế nào? Ta thấy khá hơn rất nhiều. Gần như là khỏe hẳn, không hề đau đớn chút nào. Đúng vậy. Người đâu? Mau giam hoàng tử Jim vào ngục. Hắn cố ý đưa thuốc giả cho đức vua, mưu đồ ám hại. Cái gì? Anh Joe, em không hề làm vậy. Hả? Còn dám làm vậy sao Jim? Thưa phụ hoàng, Jim nói lấy được nước trường sinh về, nhưng tại sao không có công hiệu? Mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Giam hắn lại đi. Không thể như vậy. Phụ hoàng, xin người hãy nghe con nói. Phụ hoàng vừa mới tỉnh lại mà em rút kiếm ra làm gì? Định là phản sao? Hãy mau chịu trói đi. Phụ hoàng điều tra xong sẽ rộng lòng tha thứ cho em. Con hãy tạm vào ngục, chờ ta điều tra cho rõ rồi sẽ minh oan cho con. Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là nước trường sinh sao? Hai anh ấy lấy nước trường sinh ở đâu, vào lúc nào? Ai? Hả? Anh Joe? Em trai ơi là em trai, chú em cũng thật tham lam. Chẳng lẽ chú muốn có được ngôi báo từ phụ hoàng mà gạt hai anh đi như vậy sao? Anh nói vậy là sao? Chú em mày không qua mắt được các anh đâu. Cha không thể tin được cho em lại là người như vậy. Con cũng không ngờ con và anh Châu cũng đã cất công tìm thấy nước trường sinh. Nhưng khi Jim nói nó đã tìm được thì tụi con cũng không nghi ngờ gì. Con nghe nói Jim đã tìm được cây kiếm độc ác mà nó luôn đeo bên mình để ám hại người khác dễ dàng, nên rõ là nó có âm mưu hại cha. Sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anh hay Jim muốn thay em đưa nước trường sinh cho phụ hoàng, có thể nói với em một tiếng mà. Nhưng công trạng thì vẫn thuộc về mày, đúng chứ? Không, không. Chúng ta không có đủ để chia nhau đồng đều, phải không? Ở trên tàu, con ngờ là có lúc nó cũng đã muốn hại con và Châu, nhưng tụi con đã rất đề phòng. Thôi thôi, con đừng nói nữa. Thật là chỉ một chiếc ngai vàng mà anh em lại trở nên như vậy. Ta thật quá đau lòng. Cha định xử lý cho em thế nào à? Thế này em trai à, tao và Jim sẽ bốc thăm một đứa thừa kế ngai vàng của cha, còn một đứa sẽ trở lại đất nước của Gloria để cưới nàng ta và trị vì vương quốc ấy. Anh không thể làm vậy với Gloria. Hãy đợi tới lúc chú thoát được thì hẳn nói. Ta đã không đề phòng, người lùng đã cảnh báo mà ta không thèm nghe. Bây giờ làm sao ta có thể thanh minh cho mình đây? Còn Gloria, người hãy đi thực hiện ý muốn của ta. Thưa phụ hoàng, đó đã là ân huệ cuối cùng người dành cho hoàng tử Trem rồi. Một năm sắp trôi qua, lâu đài của ta đã khang trang hơn trước. Không biết liệu hoàng tử ấy có nhớ quay lại đây không nữa. Thưa công chúa, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành. Ngày mai chúng ta có thể khởi công. Được lắm. Ta muốn con đường giác vàng này phải băng qua kinh thành đến tận bìa rừng. Tuân lệnh công chúa. Thưa hoàng tử xem, đức vua lệnh đưa người đi để hỏi chuyện thêm. Phụ hoàng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Mời hoàng tử. Phụ hoàng đâu? Đây đâu phải là đường về lâu đài. Bẩm hoàng tử, hôm nay bệ hạ đi săn nên cho mời người đến hỏi chuyện. Vậy là người đang ở gần đây à? Dạ. Thưa phụ hoàng, hoàng tử Trem đã được đưa đi rồi ạ. Được rồi, lui ra đi. Thưa phụ hoàng. Con cũng lui ra đi Jim. Thưa phụ hoàng, ta muốn ở một mình. Dạ. Thưa hoàng tử, câu chuyện người kể là thật ư? Đúng vậy. Nếu ta có thể gặp phụ hoàng giải bày thì... Người biết không, có nhiều điều ta rất muốn chỉ cho quần thần được biết. Chẳng hạn như kỹ thuật đóng tàu ở nước ngoài mà ta học được trên đường về. Anh sao vậy? Thưa hoàng tử, có phải anh đang lo cho cậu con trai làm thợ mộc không? Thưa hoàng tử. Anh đừng lo. Ta đã nghe con trai anh tuy còn trẻ nhưng rất khéo tay. Cậu ta có thể học kỹ thuật đóng tàu mới và trở thành người đóng tàu chiến cho chúng ta. Phụ hoàng hạ trại cách đây có xa không? Hy vọng hai anh trai của ta sẽ không cản trở. Nhà ngươi, xin hoàng tử thứ lỗi. Thưa bệ hạ. Thế nào? Thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Thưa bệ hạ. Được rồi, ngươi hãy lui ra. Ê, tên kia, lại đây tao hỏi. Dạ hoàng tử Joe. Có phải ngươi là người được lệnh xử Jem, em trai ta không? Nó đâu? Thưa các hoàng tử Jem đã chết trong rừng. Tốt lắm, quả là tốt lắm. Vậy là hết. Xin hoàng tử thứ lỗi. Ngươi định làm gì? Hoàng tử xem, ngài phải chịu chết thôi. Đó là lệnh của đức vua. Không thể như vậy. Phụ hoàng sao không nghe ta giải thích mà đã đòi giết ta? Các anh của người đã đưa ra các bằng chứng, nói người là kẻ phản nghịch, muốn giết cha và các anh để chiếm ngôi báo. Lưu Liên, bằng chứng đó là giả. Xin lỗi hoàng tử, tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi tin ngài, nhưng tôi không thể làm trái ý đức vua. Vậy xin ngài hãy giết tôi đi, rồi ngài sẽ được tự do mà tôi không phải khó xử. Vậy hãy giết ta đi. Ngài nói sao? Ta không thể giết ngươi, cũng không thể chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Vậy ngươi hãy giết ta và nói với phụ hoàng rằng ta tự nguyện chết để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Hoàng tử! Hoàng tử ơi, tôi không thể làm như vậy khi đã biết rõ trắng đen. Nếu nhà vua biết chuyện này thì người cũng sẽ hối tiếc khi đã giết hoàng tử. Lúc này các anh trai ta đang chi phối quyền hành, một mình ta không thể chống lại. Chúng ta phải làm sao đây? Hoàng tử, tôi đã có cách. Đây là kiếm và bánh thần của ngài. Giờ ngài hãy tạm lánh trong rừng, còn tôi sẽ bấm báo như ngài đã chết. Chúng ta sẽ chờ cơ hội minh oan cho ngài. Ngươi làm ta nhớ đến con mèo của Gloria. Con mèo của Gloria. Phải rồi, thời hạn 1 năm sắp hết rồi. Ta phải nhanh chóng đi gặp Gloria. Nhưng mà đi bộ thì không kịp mất. Giá mà có một con ngựa. Bây giờ tôi biết kiếm ngựa ở đâu. Ôi, chú mày có vẻ tốt bụng khi giới thiệu bạn ngựa đây. Nhưng mà nó nhỏ như vậy làm sao ta cưỡi? Thì ra tụi mày đều thích bánh hả? Nè, ta cứ nghỉ mệt trước đã, ngày mai sẽ tính cách. Kìa phụ hoàng, người phải ăn chút gì đi chứ. Người đã ủ rũ suốt cả tháng rồi. Ta không muốn ăn. Thưa phụ hoàng, chúng con đã vất vả tìm được nước trường sinh cho người khỏi bệnh. Người không ăn uống gì, nếu trở bệnh lại thì sao? Anh Châu, nếu lần này cha bệnh thì ai tìm được nước trường sinh nữa hả? Em tự mà đi, anh sẽ không đi vào cái. Anh Châu, em trai các con đã chết, dù ta bắt buộc phải ra lệnh, nhưng làm sao ta vui cho được. Chỉ vì ngồi bảo mà đứa con hiền lành của ta lại ra tâm địa xấu xa như vậy. Bây giờ hai con còn cãi cọ nữa. Phụ hoàng, chúng con xin lỗi. Các con cứ như vậy, sau này ta mất đi thì anh em lại gây chiến nữa đúng không? Để cho bọn ngoại bang có cơ hội nhảy vào. Tâu đức vua và các hoàng tử, có thư của sứ giả nước ngoài. Có chuyện gì vậy phụ hoàng? Sẽ có một đoàn sứ giả nước ngoài đến nước ta. Thế thì có gì lạ đâu ạ? Lạ là cả 3 vua của 3 nước ấy sẽ đích thân đến đây thăm đất nước chúng ta. Cái gì? Thưa phụ hoàng, họ không nói rõ mục đích tới thăm chúng ta sao? Chỉ nói là với mục đích ngoại giao thăm viếng thông thường. Nhưng tại sao không phải sứ giả mà lại đích thân nhà vua tới, cả 3 người một lúc? Đó cũng là điều làm ta băn khoăn đây. 3 vua của các nước tiểu quốc phương Bắc xin bệ kiến. Hả? Xin chào các vị vua của 3 tiểu quốc phương Bắc đến cung điện nhỏ bé của tôi. Hãy xem như đây là nhà. Chào đức vua cao quý, chúng tôi thật hân hạnh khi được ngài đón chào tại xứ sở phương Nam này, dù chuyến thăm của chúng tôi hơi đường đột. Quả có vậy, không biết sao nước tôi lại có hân hạnh được chư vị ghé thăm. Thưa bệ hạ, chúng tôi đích thân đường xa đến quý quốc là để đền ơn hậu tạ hoàng tử Xem đã giúp đỡ chúng tôi. Hả? Ngài nói sao? Xem? Các ngươi nhất quyết đi theo ta sao? Đường rất xa và rất mệt đó. Ta phải đi bộ tới lâu đài công chúa Gloria và... Hình như ta lạc đường rồi. Có thật như vậy không? Xem con trai ta đã đánh thắng quân giặc cho ba nước các vị sao? Đúng vậy. Cậu ấy đã có thể dẹp đường để về nhà, nhưng cậu ta tình nguyện ở lại giúp chúng tôi. Có hai hoàng tử anh trai của cậu ấy làm chứng. Họ đều có mặt ở đó mà. Sao con nói các con chỉ tình cờ gặp nhau trên bờ biển? Con nói với cha, chính con là người đánh giặc giúp họ. Giờ cậu ấy ở đâu? Xin cho chúng tôi được gặp để tỏ lòng biết ơn. Ta... Phải chăng con ta bị oan? Chúng tôi đem đến đây rất nhiều đồ quý giá để hậu tạ hoàng tử xem. Xin ngài và hoàng tử hãy nhận. Ta xin lỗi các vị. Hoàng tử xem con ta. Tâu đức vua, xin cho thần được nói. Hoàng tử Gem hiện đang ở trong rừng sâu. Người nói sao? Thưa thần, thần tội đáng chết. Thần đã cãi lệnh của đức vua. Vậy là sao? Ta đã hiểu hết rồi. Thật đáng thương cho xem con của ta. Joe, Jim, các con trả lời sao đây hả? Chúng đâu rồi? Thằng Jim hại mình rồi. Chưa kịp thế vậy thì đã. Xui xẻo, chứ gì mà ba nước đó đã tới. Nhưng ta không thể để mất tất cả được. Thế nào, có tìm được Gem không? Dạ thưa, chưa à. Chúng thần đang tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Nhưng... Vậy còn Joe và Jim đâu? Có tin cho biết hai hoàng tử đã rời khỏi Dương quốc rồi, thưa đức vua. Tốt hơn là chúng nên đi đâu đó mà ăn năn cho những việc chúng đã gây ra cho cha và em trai của chúng. Người mau đưa thông báo này đi khắp nơi, rằng ta đã xá miễn mọi tội lỗi của hoàng tử Gem, và ta đang mong mỏi nó trở về. Thần tuân lệnh. Gem, mong con dân bình an và tha thứ cho ta. Không ngờ vương quốc của công chúa Gloria còn giàu có hơn nước mình. Nhất định mình phải cưới được công chúa mới được. Không được, nếu ta phi ngựa trên đường này thì hỏng hết. Cô công chúa này thật phí phạm. Hay cô ta muốn thử lòng những kẻ đến cầu hôn? Lẽ nào còn điều gì mà Gem chưa nói cho ta biết sao? Anh tưởng có mình anh biết đi bên lề đường thôi sao? Thì ra anh cũng đến đây cầu hôn Gloria sao? Hãy bỏ ý định đó đi. Ta là anh lớn. Ta sẽ lấy Gloria và trị vì vương quốc giàu có này. Còn em thì sao hả anh Châu? Nên nhớ, nếu không có em thì chúng ta chẳng loại được thằng Gem đâu. Nhờ có chú mày mà chúng ta phải trốn chui trốn lủi như thế này. Đi khỏi vương quốc, ngay cả làm hoàng tử cũng không được nữa. Thế thì em phải chiếm lấy Gloria trước anh thôi. Phi ngựa bên lề đường. Thưa công chúa, có hai người đều xưng là hoàng tử Gem đến để cầu hôn người. Vậy ư? Để xem sao. Không biết ta đã đi bao lâu rồi. Không biết Gloria thế nào rồi. Ước gì ta có thể tới đó nhanh hơn. Ta hiểu ý tốt của ngươi. Nhưng mà thỏ à, chú ngựa bé quá. Ước gì nó to hơn để ta cưỡi. Không thể tin được thỏ ơi. Mày giỏi lắm. Giờ chúng ta đến lâu đài công chúa Gloria thôi nào. Anh ghét mùi sắp thư viện. Mùi không à. Công chúa Gia Lâm. Cái quái gì thế này? Cô ta định đùa mình sao? Đi đi, bọn lắm lòng đóng đảnh. Hoàng tử Rem không nhớ con mèo của em sao? Ồ, nhớ chứ. Chú mèo trắng đáng yêu làm sao. Im đi. Dạ, thứ lỗi đã để các hoàng tử đợi lâu. Không hề gì, thưa công chúa Gloria. Không thể tin được một công chúa lại xấu xí như vậy. Cô ta mà không là công chúa thì đừng hòng ta lấy cô ta. Sao chàng biết tên em là Gloria? Thần Lùng đã nói cho ta nghe. Có đến 2 hoàng tử nhận là Rem. Em biết phải làm sao? Anh ta là Châu, anh trai của anh. Vì anh đã kể tất cả cho anh ta nên anh ta tham lam đến đây để... Coi kìa, không phải là em đã nghe câu chuyện đó từ anh rồi chạy tới đây nhận làm Rem. Thôi nào các hoàng tử, ai cũng nhận mình là Rem. Nhưng người đã đến đây lấy nước trường sinh và giải lời nguyền cho lâu đài chỉ có 1. 2 người phải có bằng chứng gì chứ? Thì ta đã vượt qua 2 con sư tử trắng. Và ta gặp nàng. Nàng hứa sẽ trao Dương Quốc cho ta nếu ta quay lại sau 1 năm. Một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng ấn tượng đến nỗi ta chỉ mong gặp lại nàng và kết hôn với nàng ngay. Ấn tượng thế mà chàng quên cả khuôn mặt ta rồi ư? Như vậy là sao? Đây là bài kiểm tra. Tự giới thiệu với 2 người, ta mới là công chúa Gloria thật đây. Vì sau 1 năm dài nên ta đã ấn tượng phai nhạt đi một chút. Còn ta vẫn nhớ như in khuôn mặt của hoàng tử đã đến đây giải lời nguyền. Qua 1 năm mà ta đã hơi mập ra một chút thôi. Nàng không nhận ra cũng phải. Và trên tay hoàng tử ấy còn vết sẹo bị con sư tử cào trúng nữa. Đúng rồi, ngay từ khi 2 người phi ngựa bên lề con đường Giác Vàng thì ta đã biết các người không phải là người ta chờ đợi. Người mà ta chờ đợi sẽ chạy thật nhanh đến chỗ ta mà không màng đến của cải châu báu. Các người hãy giữ tự trọng mà ra về đi. Người đâu? Điển Thách. Chúng ta đã đến rồi. Phi nhanh vào, chú ngựa tài giỏi. Ai cho ngươi chạy giữa con đường Giác Vàng vậy hả? Ta không ngờ, không để ý. Thật xin lỗi, nhưng con ngựa của ta rất giỏi và đâu làm hư hại gì. Cãi nữa hả? Ta sẽ giải ngươi vào cho công chúa trị tội. Mèo trắng bé nhỏ, ngươi thế nào rồi? Không còn bắt chuột của công chúa nữa chứ? Lâu đài thay đổi thật nhiều. Gloria thật giỏi. Công chúa Gia Lâm. Công chúa Gloria, tôi là Jim. Xin thứ tội vì tôi đã làm hỏng con đường Giác Vàng của nàng. Chàng không phải là hoàng tử sao? Trước đây thôi, giờ ta không còn là hoàng tử nữa. Sao chàng lại đỡ làm hỏng con đường nguy nga của ta? Vì có lẽ là ta không để ý. Sau 1 năm dài xa cách, ta chỉ mong được trở lại gặp nàng. Dù rằng giờ đây ta không còn là hoàng tử nữa, nhưng được gặp lại nàng một lần thôi cũng đủ rồi. Hãy đưa tay chàng ra cho ta xem. Đúng là chàng rồi, hoàng tử James. Đã có nhiều người tới đây mạo giận chàng. Thực may là em đã chờ được chàng. Vậy chàng hãy dần lại vương miện để cai quản đất nước này như một sự đền bù cho vết thương. Giờ ta không còn là hoàng tử, ta nghĩ ta không còn xứng với danh vị đó nữa. Nàng đang làm rất tốt rồi. Ta chỉ thăm nàng một chút, ngày mai sẽ ra đi. Không có gì là không xứng cả. Nếu chàng không giận thì trên thế gian này chẳng ai xứng đáng hơn. Vậy em sẽ đóng cửa lâu đài, mặc cho nó đổ nát và đi khỏi đây cùng chàng. Công chúa Gloria, nếu nàng muốn vậy, ta xin nhận lấy trách nhiệm trị vì vương quốc này. Chỉ khi nàng nhận lời làm hoàng hậu của ta, có được không? Em đồng ý. Chàng sẽ đưa em về ra mắt cha của chàng chứ? Ta rất muốn, nhưng phụ hoàng đang hiểu lầm ta và... Nhưng người hầu của em đã báo cha chàng đã ân xá và mong chàng trở về. Thật sao? Ừ. Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Con hãy tha lỗi cho cha. Ta hối hận vì đã quá vội vàng, không suy xét kỹ mà nghe lời Jim và Joe, khiến con phải đau khổ. Phụ hoàng đừng nói vậy. Bây giờ con đã không sao nữa rồi. Con hiểu phụ hoàng. Con cũng hiểu cho hai anh con vì tham lam mà mù quáng. Con sẽ không trách họ đâu. Con đúng là nhân hậu. Đúng là Jim mà ta vẫn luôn biết. Hai anh con đã bỏ đi rồi. Chúng cần một bài học để có thể sống tốt hơn. Hoàng tử Jim, cậu thật sự rất xứng đáng trị vì cả hai vương quốc. Liên minh giữa năm nước chúng ta làm ta thật yên tâm. Còn tôi thì thấy chưa đủ đâu. Rõ ràng là vậy. Chúng tôi muốn được tham dự đám cưới của hoàng tử Jim và công chúa Gloria. Châu, Jim, tại anh mà tôi mất cả vương quốc. Tại em mà tôi mất cả vương quốc. Tại anh mà tôi không lấy được Gloria. Tại em mà tôi không lấy được Gloria. Nếu anh không xen vào thì tôi đâu có bại lộ. Còn nói nữa hả? Cái đồ xảo trá. Tại anh đó. Tại anh. Tại mày á. Tại mày chứ ai. Tại anh. Tại anh. Mày hết. Thế là hoàng tử Jim và công chúa Gloria kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau cùng vua cha. Họ giữ hòa bình với các nước láng giềng và trị vì đất nước hùng mạnh. Còn hai người anh của hoàng tử thì bỏ đi biệt xứ. Ngày xưa ở vương quốc nọ có một gia đình quý tộc. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Họ có một cô con gái xinh đẹp nên rất yêu quý. Nàng suốt ngày giúp đỡ mọi người và chăm sóc các loài vật. Vì vậy quần áo luôn bị giấy bẩn, nên dần dần cái tên Lọ Lem được đặt cho nàng. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè. Con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là Lọ Lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tom để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tom hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn cháu nghe. Con bé thật tốt bụng. Đáng thương quá. Ta phải giúp em ấy mới được. Chị chỉ muốn cứu chữa cho em thôi. Chị sẽ không làm hại em đâu. Hãy để chị mang em theo nha. Cảm ơn chị. Mừng là em đã khỏe lại. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau nha. Ôi, bánh thơm quá. Chị Lọ Lem cho em một miếng nha. Nào, các em ăn đi nào. Ăn cho no bụng nha. Cha mẹ về rồi. Hôm khác chị sẽ lại chơi với bọn em nữa nha. Tạm biệt. Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh, không ăn uống gì cả. Nào, hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Tô tiểu thư, phu nhân... Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh, bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, thầy ta chăm sóc cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ và yêu thương mọi người con nhá. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây vẽ sau nhà. Mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi, nàng ơi. Mẹ. Kể từ đó Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan, chào dì Julie ạ. Y chà, con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẻ bánh thơm lắm. Hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà ăn bánh cùng dì nha. Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lần của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. Có ai giúp ta với? Chân ta đau quá. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? Không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi. Ngài có sao không? Ta nghĩ ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà. Cha đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con. Hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nết na thùy mị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẻ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em lại nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông. Hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm, dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đang cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, cha tiểu thư ngất xỉu rồi. Phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi, thưa thầy? Vì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục, nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan Y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt. Ngài ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc. Uống hết đơn này, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều. Cháu thật sự rất vui. Chị cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi, giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể... Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khi con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, dì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất. Cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man. Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến Lan Y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài, tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông, không biết ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi, khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hèn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem... Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đủi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hơn, để sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi! Các chị ơi! Cha ơi! Ai đó cứu con với! Ở đây lạnh lắm! Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loại hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức á, thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng lại. Thay đồ nhanh lên rồi ra làm việc. Nhà này không chứa cái lười biếng đâu. Có nghe mẹ ta nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc. Có 3 bộ quần áo mà như báu vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lọ Lem, mày làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay chủ nhân trong căn nhà này chỉ có 3 mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền. Hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Chào Hoàng. Ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? Sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? Tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho mụ ta mang đi, có phải không? Không có, con không có ăn trộm trang sức của gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột hôi hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Cha ơi, cha đi đường xa có mệt không cha? Có chút mệt. Nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì dì sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi dì phát hiện ra. Mày sướng quá ha. Suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đi làm việc cho tao. Mày định đi đâu? Con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu. Ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của tao đi ủi và đem về đây nội trong 1 giờ cho tao. Đừng có quên khâu cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mà ăn. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách, chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng, và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương Quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngựa y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà Bá Tước. tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu. Để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy. Nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này, ta không thể chạy được. Hay là... Nè nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi, khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa. Tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây. Không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi. Tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây, chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Cô an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ Dương, hãy đợi thêm. Các người y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian, may ra có phương cách. Các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu may được. Nếu vậy, phụ Dương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương Quốc. Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi. Cũng tại cái cành cây này. Con bé Lọ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây vẽ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao? Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đã nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đấy. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà, không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè, Lọ Lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ, thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha. Dạ cũng không cần phải nói đâu, con sẽ băng bó vết thương cho bà. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị, hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Ta hết bị câm rồi, ta hết bị câm rồi. Cảm ơn con thật nhiều. Ta cảm ơn con thật nhiều, đã chữa được bệnh của ta mà nhiều lương y không chữa được. Ta cảm ơn con. Không có gì đâu bà, giúp được ai cần á thì con phải giúp thôi. Con là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Bà từ đâu đến? Vì sao bà lại bị tai nạn như vậy? Ta đến từ Kinh Thành. Chồng ta đưa ta đi trị bệnh, nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây. Thôi được rồi, con sẽ đưa bà đi tìm ngài ấy. Đi như thế này sẽ rất chậm, trời sẽ tối mất thôi. Bà lại lên lưng con, để con cõng bà đi cho nhanh. Cô bé này rất ngoan hiền. Con trai ta mà cưới được cô gái này thì tốt lắm. Ta cũng mãn nguyện. Nhà con ở đâu? Cha mẹ con làm việc gì? Nhà con ở trong làng đằng kia kìa. Mẹ con mất rồi, Cha con là bá. Chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé ba. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống, cha cũng yêu thương mẹ như vậy. À, đây là chồng của ta. Nàng nói được rồi ư? Tạ ơn Thượng Đế. À, và thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó. Vì bị đạp gai nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí vang không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dẻ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương. Đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn Thượng Đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý, ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay. Hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử của chúng ta phải kết hôn và có mái ấm gia đình cho riêng mình. Con nghĩ sao? Phụ dương và bảo hầu dạy thì con xin tuân theo. Dân, thưa quốc dương, thiếp đồng ý. Nhưng trước tiên hoàng tử phải gặp được cô gái. Cô bé đó rất tốt, chúng ta phải mang ơn. Nhưng không thể ép buộc con theo ý của chúng ta được. Cô gái đó là ai? Tại sao chúng ta phải mang ơn, thưa cha? Cô gái đó đẹp người, đẹp nết. Cô ta đã cứu và chữa bệnh cho mẫu hậu, còn cõng ta đi cả một đoạn đường dài tìm kiếm phù dương của con đó. Ồ, vậy thì tốt quá. Con rất muốn biết nàng và muốn đền ơn. Cha mẹ cũng không biết rõ về cô ấy. Có điều, nhìn y phục cô ấy mặc thì có vẻ là gia đình nghèo khó, không tương xứng với chúng ta. Ta nói vậy không phải là khinh thường cô ấy nghèo, mà quên đi cái ơn cô ấy cứu giúp nàng và con ngựa. Mang ơn thì phải đền ơn, không thể quên được. Nhưng chuyện kết hôn của hoàng tử thì không thể. Chắc nàng cũng biết là theo thông lệ, hoàng tử kén vợ thì phải mời công chúa các nước láng giềng và tiểu thư các gia đình quý tộc. Liệu cô ấy sẽ như thế nào trước họ? Hãy để hoàng tử tự lựa chọn. Hoàng hậu hiểu ý của ta không? Thiếp hiểu. Nhưng thiếp vẫn muốn hoàng tử của chúng ta cưới cô bé đó. Thiếp cảm mến cô ấy rất nhiều. Cô ấy sẽ là hoàng hậu có đức hạnh trong tương lai. Chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hay là như vậy, phụ dương và mẫu hậu cho con biết tên cô ấy và nơi cô ấy ở, để con tìm đến xem mặt cô ấy trước. Không biết. Áo quần này làm sao đẹp bằng đồ cha mua cho con, phải không mẹ? Trang sức này làm sao quý bằng trang sức của cha mua cho con, phải không mẹ? Chúng ta đến xem quân lính hoặc quân thông báo chuyện gì. Dương Quốc hạnh phúc mở hội khiêu vũ, tuyển chọn vợ cho hoàng tử Đao. Ôi mẹ ơi, tuyển vợ cho hoàng tử kìa. Tất cả các cô gái trong Dương Quốc, từ quý tộc đến bình dân, có thể đến vũ hội cho hoàng hậu và hoàng tử xem mắt. Khiêu vũ. Chúng ta cùng đi khiêu vũ với hoàng tử. Nào, chúng ta cùng đi. Rồi hoàng tử sẽ chọn ta. Chọn em. Chọn gì? Có thôi ngay đi không? Chọn ai thì do hoàng tử, chứ đâu phải các con có quyền chọn mà đánh nhau. Lọ Lem, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Mày lên đây chải tóc cho tao. Mày đánh giày cho tao. Mày lau rửa ngọc trai cho tao. Thưa dì, con cũng có thể được đi phải không dì? Theo lời của hoàng gia, mọi thiếu nữ đều được mời. Mời là mời tụi tao. Mày đi vũ hội mang theo cái chổi phải không? Và mang theo cái tập về nữa chứ. Mày vẫn có thể đi nếu làm xong hết mọi việc mà ta giao. Mà mày làm gì có quần áo đẹp, trang sức đẹp để đi chứ. Đến đó làm trò cười cho người ta hả? Dạ, con có quần áo đẹp thưa dì. Quần áo nào đối với mày là đẹp? Mà mày nên nhớ rằng hoàng tử chọn vợ chứ không phải chọn người hầu. Nghe rõ không? Xuống nhà lo làm việc đi. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mày đi như vậy nào được nếu bộ đồ này không có. Chị trả lại cho em. Để xem mày đi bằng cách nào. Mày không có quyền tranh giành hoàng tử với chị em tao đâu. Chị ác quá. Chị ơi cứu em. Ủa mày không biết bơi thật hả? Vậy thì tự cố gắng lo thân đi. Tao về chuẩn bị đi khiêu vũ với hoàng tử. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cảm ơn bạn Cao. Cảm ơn gì chứ. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Ta thật không ngờ cô gái đó thật là ác độc mà. Mẹ ta vậy, khi ai giúp mình thì phải cảm ơn mà. Thì cảm ơn. Di vật cuối cùng của mẹ cũng mất rồi. Ta không còn quần áo nào mới để đi dự dạ vũ nữa. Ta không biết phải làm cách nào để giúp cô được. Mẹ, thấy con mặc váy đỏ có đẹp không? Mẹ nhìn xem chiếc váy màu vàng này giống của công chúa không? Cái nào cũng được hết á. Các con của mẹ mặc gì cũng đẹp. Lọ Lem lên đây bới tóc cho tao. Mày ủi cho tao chiếc váy này. Mày biết bơi mà còn giả vờ kêu cứu hả? Hay tìm có lười biếng khỏi làm việc, giờ này mới mò về tới nhà. Mày muốn tao không được đẹp trước mặt hoàng tử hay sao mà bới tóc kiểu vậy? Mày ủi chỗ này còn nhăn. Còn mày muốn cho người ta cười tao hả? Con kia, còn chút xíu chuyện mà làm cũng không xong. Xuống dưới kia làm việc đi. Mẫu hậu ơi, liệu nàng ấy có tới lễ hội không? mẫu hậu cũng không chắc, bởi vì cô ấy rất nghèo, e rằng không có y phục đẹp để đến dự. Mà nếu như cô ấy có đến đây, con có sẵn lòng gì ta mà tiếp chuyện với cô ấy không? Ừ, một cô gái tốt, có đức hạnh như vậy thì con sẽ tiếp đãi như các cô gái quý tộc. Con không phân biệt giàu nghèo đâu mẫu hậu. Người cứ tin nữa con. Nè, mày hãy lựa đầu nành ra cho tao. Khi mẹ con tao về đến nhà thì mày phải lựa ra cho xong đó. Mày khá lắm. Nhưng hãy đợi đấy. Giờ thì lựa riêng ra hai thứ đậu cho tao. Khi tao về là phải xong đó. Vậy là hết rồi. Mình hết cách rồi. Mình phải bỏ cuộc thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô. Mẹ ơi, con rất buồn. Con muốn đi đến vũ hội, nhưng con bỏ cuộc rồi. Mẹ có nghe con nói không? Đừng nói vậy. Lau nước mắt đi con. Con sẽ đi dạo vũ. Đừng khóc lóc như vậy chứ. Bà là ai? Khi mẹ con sinh con ra, ta chính là mẹ đỡ đầu của con. Làm sao con đi vũ hội với bộ y phục lem luốc như vậy? Thưa bà, y phục này có gì là không đẹp. Nó đẹp từ chính tâm hồn, từ tấm lòng nhân ái của con đó. Sau này cũng chính bộ y phục con đang mặc sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Thiệt vậy hả bà? Nó đem lại hạnh phúc cho con hả? Thời gian gấp lắm rồi. Con hãy gọi những người bạn con quen biết đến đây. Con chỉ có bạn cáo, bạn chim và bạn chuột thôi à. Cáo ơi! Chim ơi! Các bạn chuột ơi! Hãy đến đây nha! Có bạn chuột tới đây. Chít 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 chít. Chúng tôi lựa đậu cho cô đã xong rồi đó. Cảm ơn bạn chuột nha. Bạn cáo của cô cũng đến rồi đây. Biết chị gọi là có chuyện nên em đến ngay mà. Nè cô bạn thân xinh đẹp, ta có thể giúp được gì cho cô đây? Các con hãy giúp bạn Lọ Lem nha. Con là người đánh xe đưa Lọ Lem đến vũ hội. Đi nhanh hay chậm là do con đó nha. Và nhớ là phải về trước 12 giờ. Nếu không thì các con sẽ trở về nguyên trạng cũ. Nhớ đó. Sao không có cô gái nào mặc y phục bình thường vậy? Mời hoàng tử khiêu vũ cùng thiếp có được không? Quấy là ai vậy? Nhìn kìa, quấy quá xinh đẹp. Quấy là công chúa của Dương Quốc nào vậy? Ôi, nhìn khuôn mặt và dáng đi của nàng kìa, mới xinh đẹp làm sao. Nàng ấy thật là đẹp. Không chỉ đẹp ở trang phục, mà ở nàng còn toát lên sự trong sáng thánh thiện. Hoàng tử ơi, chàng hãy khiêu vũ cùng ta đi. Công chúa phải không mẹ? Ôi, cô ta xinh đẹp quá à. Lẽ ra ta đã khiêu vũ với hoàng tử rồi. Không ngờ sự xuất hiện của ả đã khiến hoàng tử không thèm nhìn đến ta nữa. Thật tức quá mà. Mẹ ơi, mẹ có cách nào không? Sao nhìn cô ta thấy quen quen. Quen gì chứ? Mặt cô ta con chẳng thấy quen gì hết. Nghe mẹ nói con thấy cũng hơi giống. Giống ai ta? Con Lọ Lem. Con Lọ Lem làm gì mà đẹp như ả kia được. giờ này nó đang lựa đậu ở nhà đó. Ừ, đúng rồi. Mẹ trông thấy không? Cô ta đang lấn lướt con. Mẹ làm gì đi chứ? Ngươi đến đây. Ta sai ngươi làm việc này. Ngươi đi đến chỗ vắng, làm như thế này. Ta tổ chức bữa tiệc khiêu vũ là để mừng hoàng hậu. Sau 1 năm nay, hoàng hậu không nói, không cười. Bây giờ nàng đã hết căn bệnh lạ. Cùng với việc tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Nào con trai, con đã vừa ý công chúa hay tiểu thư nào chưa? Nhà vua chính là ông chú có con ngựa đạp gai nhọn đấy mà. Còn hoàng hậu chính là người phụ nữ xinh đẹp không nói được đấy sao? Nhưng ta không thể ở đây lâu được, phải về ngay thôi. Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được một cô gái, nhưng không biết nàng là con của gia đình nào. Nhưng mới vừa gặp nàng, con đã nhận ra, dù nàng là người kiêu sa quý tộc hay chỉ là một người bình thường, thì ở nàng luôn có sự dịu dàng và trong sáng. Sao hả? Ngươi có bắt được cô gái đó không? Dạ thưa phu nhân, tôi đang dừng cung định bắn con ngựa, nhưng không biết con gì nó nhảy sổ vào tôi, nên không bắt được cô gái đó. Đồ vô tích sự à. Con cảm ơn bà Tiên đã thương và giúp đỡ con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn Jim, bạn chuột, và bạn cáo nữa. Cả hai đã giúp ta rất là nhiều việc đó. Chúng em và chị là bạn tốt với nhau mà. Mùa gì ghẻ sắp về rồi. Lọ Lem, mau về nhà ngay thôi. Mình phải làm gì đó cho mẹ kế không nghi ngờ. Mày vào nhà bếp xem con Lọ Lem có trong đó không. Mẹ xem đó. Chị ấy không đi mà lại sai con. Con có phải là người hầu của chị ấy đâu chứ. Chị mệt rồi. Có phải một mình chị mệt đâu, ai cũng mệt cả. Thôi, hai con mệt thì ngủ. Để mẹ đi xem Lọ Lem được chưa. Chị phải nhắm mắt giả vờ ngủ đi chứ. Lọ Lem, mày đâu rồi? Thưa dì, dì mới về ạ. Mày vừa mới đi đâu phải không? Dạ không có. Từ tối con đã phải ngồi lựa đậu. Vừa mới xong là con đi ngủ. Chứ có đi đâu được đâu ạ. Ngày mai dậy sớm lo trang điểm cho hai chị đó. Dạ thưa dì. Suốt buổi tối ta thấy con chỉ khiêu vũ với một cô gái. Ta không nhìn rõ mặt, chỉ muốn biết là con yêu thích cô gái đó, có phải không? Con thì lúc đầu chỉ muốn tìm cô gái mà mẫu hậu yêu quý thôi. Không phải chỉ một mình mẫu hậu con yêu quý cô gái đó, mà chính ta cũng cảm mến cô ấy. Dạ phải, nhưng cô ấy không có đến lễ hội. Con đã gặp một cô gái tuyệt đẹp, thuần khiết, nhưng chưa kịp hỏi nàng tên gì, từ đâu tới, thì nàng đã biến mất rồi. Chắc có lẽ con bé không có y phục sang trọng nên chẳng dám đến đây. Ta sẽ đi tìm con. Thì ra họ là quốc vương và hoàng hậu, là cha mẹ của hoàng tử. Không biết hôm trước ta có làm điều gì phiền lòng hai vị đó hay không. Hồi thật bất ngờ Nếu họ biết cô gái xinh đẹp hôm nay chính là ta thì họ có chấp nhận không? Làm sao ta gặp được họ trong lớp áo này? Hoàng tử mà biết được sự thật, liệu chàng có yêu ta không? Chít chít, chít chít. Có yêu mà. Người ta yêu là vì tâm hồn trong sáng của cô, chứ nào phải yêu vẻ bên ngoài của cô đâu chứ. Thôi ngủ đi mà. Nghĩ tới việc mua gì ghẻ cho người hại cô là tôi bực tức lắm rồi đây. Tôi sẽ đi cắn hết quần áo của họ, để ngày mai họ khỏi đi vũ hội nữa. Nè, đừng làm vậy mà bạn chuột. Mình phải lấy lòng nhân hậu để đối xử với họ, chứ không thể giận rồi trả thù thì bao giờ mới chấm dứt được. Ừ, cô thật là tốt. Tôi sẽ nghe lời cô. Giờ tôi đi kiếm ăn đây. Vợ yêu, quá lâu rồi ta không đến thăm nàng. Ta xin lỗi vì đã sống xa con gái của chúng ta. Bây giờ chàng mới tới, chàng mau về nhà để chăm sóc con gái. Con bé đang bị người ngoài ức hiếp. Nhà của chúng ta giờ thành nhà của người đàn bà ích kỷ kia. Sao nàng vừa mới xuất hiện lại đi mất? Nàng giận ta sao? Ta xin lỗi vì đã mê tín rằng con mang lại niềm xui cho chúng ta mà bỏ bê con nữa. Dù có thế nào, Lọ Lem cũng là con gái duy nhất của chúng ta. Lọ Lem, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Lọ Lem, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Tại sao nó lại gọi Lọ Lem bằng cái giọng lạ vậy? Con bé đâu phải là người hầu của nó. Lọ Lem, mày chết ở đâu rồi? Lên đây chải tóc cho tao. Mẹ ơi, xem nó ủi ẩu đồ đi giữ tiền của con nè. Con ngồi xuống và tự ủi đồ cho mình, không có quyền làm phiền tới người khác. Cái con Lọ Lem chết tiệt, mẹ trừng phạt nó cho con. Kêu nó nãy giờ mà nó vẫn không đến chải tóc cho con. Tại sao lại nguyền rủa em nó như vậy? Mẹ con bà đi mà tự giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thật không ngờ bà dạy con cũng khá lắm đó. Quốc vương cho xe ngựa đến mời ngài đêm nay đi dự lễ hội của hoàng tử. Ôi, cha của mày đi rồi thì mày cũng vẫn phải làm việc. Lựa ra hết cho tao. Hãy an tâm cô bé và đừng khóc nữa. Chúng tôi sẽ đến giúp cô. Họ đi hết rồi. Đêm nay ta không thể đi được nữa. Tại sao con không thể đi được chứ? Nào, hãy chuẩn bị và gọi các bạn của con đến đây. Bạn cáo, bạn chim, bạn chuột, hãy đến đây giúp ta. Lọ Lem có đến hoàng cung kịp hay không là nhờ con đó. Con hãy cố gắng bảo vệ cô ấy nha. Dạ, con xin vâng lời. Hôm nay con sẽ mặc chiếc váy màu trắng, và ta tặng con đôi giày pha lê tuyệt đẹp. Đôi giày này sẽ không biến mất đâu nha. Này, giờ hãy lên xe đi, và nhớ là phải về trước 12 giờ đó con. Dạ, con cảm ơn. Bấy lâu nay vì nghe lời bà ấy nên ta tin là con bé Lọ Lem nó xung khắc với mình. Thật không ngờ ta bỏ quên con bé quá lâu rồi, lại không cho nó một bộ váy nào đẹp. Ta quả là đáng trách mà. Đêm nay nàng ấy có đến không? Ta chỉ muốn chờ đợi mỗi một mình nàng thôi. Ta đã yêu nàng mất rồi. Hãy mở rộng tất cả các cửa, không được đóng có nghe không? Đêm nay á, các con hãy cố giành tình yêu của hoàng tử. Ta sẽ đuổi lão ấy ra khỏi nhà. Thiếp mời hoàng tử khiêu vũ với thiếp. Vũ điệu đầu tiên. Em mời hoàng tử khiêu vũ với em, có được không? À không không, ta đang bận, mong các nàng thông cảm. Cô bé đó vẫn không đến, làm sao ta gặp được con đây? Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được nàng ấy đây. Dạ, con chào quốc vương và hoàng hậu. Tiếng nói này, khuôn mặt này, sao ta thấy quen quá. Nàng nói đúng, ta cũng thấy rất quen. À, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Đúng, ta cũng thấy cô bé này trông rất quen. Nhưng không thể nào là cô bé đó. Sao cô gái này lại giống Lọ Lem đến như vậy? Ôi, con gái mình sao? Nhưng cô gái này mặt đẹp và sang trọng quá. Đâu phải là cô con gái của ta. Không phải Lọ Lem rồi. Ta yêu nàng mất rồi. Cả đêm qua ta đã không ngủ được vì nhớ nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Thiếp chưa hỏi ý kiến của cha nữa mà. Chưa được đâu. Nàng không yêu ta sao? Thưa phụ vương và mẫu hậu, xin cho con được cưới nàng ấy làm vợ. Sao cô ấy vẫn chưa rời khỏi hoàng cung? Sắp nửa đêm rồi. Chúng ta mà trở lại hình dáng cũ thì làm sao đưa được cô ấy đi về? Tôi cũng lo lắng lắm. Thôi bỏ đi, bà Tiên sẽ cho cô đôi giày khác. Các bạn chuột, hãy chạy thật nhanh nha. Chủ nhân của đôi giày này sẽ là người ta cưới làm vợ. Chi chi, cô hãy bôi tro vào tóc để không bị phát hiện. Em nhắc chị mới nhớ. Cảm ơn bà Tiên, cảm ơn cáo, chim và các bạn chuột nữa nha. Nhờ các bạn mà chị có 2 đêm vũ hội thật tuyệt vời. Hoàng tử nói... Hoàng tử nói sao? Nói như thế nào? Ta thật là quá nhẫn tâm đối với con gái của mình. Để nó phải chịu khổ ngủ trên đống rơm, trong căn bếp lạnh lẽo như vậy. Lọ Lem con, hãy thức dậy đi. Ta biết con vẫn còn thức mà. Sao bây giờ cha mới nhớ đến con? Cha xin lỗi con. Bấy lâu nay cha không quan tâm con. Vì nghe lời của họ, họ đã chia rẽ cha con ta. Cha hối hận lắm. Cha thật không ngờ họ đối xử với con gái của cha như vậy. Ngày mai cha sẽ đuổi 3 mẹ con họ ra khỏi nhà. Xin cha đừng làm như vậy. Cha đuổi thì dì và hai chị sẽ ở đâu? Họ sẽ khổ lắm cha. Con thật là hiền lành và nhân hậu. Nào, bây giờ hãy lên phòng của con ngủ đi. Không ngủ ở đây nữa. Ngày mai cha sẽ đưa con đi mua quần áo và trang sức. Thưa hoàng tử, mời ngài ra dùng điểm tâm với quốc vương và hoàng hậu. Ta không muốn ăn. Sao con lại ủ rũ thế kia chứ? Phấn khởi lên. Nào, theo ta ăn một chút điểm tâm. Ta sẽ bày cách cho con tìm được cô gái đó. Nghe đây, nghe đây! Của quốc vương sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái đã đánh rơi chiếc giày pha lê tại buổi khiêu vũ đêm qua. Hãy đến thử giày. Ai mang vừa thì được làm vợ hoàng tử. Một đôi giày mặc pha lê kìa. Rồi ai sẽ mang giùm chiếc giày này ta? Không biết nữa. Thưa quốc vương, lệnh của ngài vừa ban ra thì nhiều cô gái đến thử giày, nhưng không có ai đi vừa chiếc giày đó cả. Giống như chuyện gì? Giống như cô gái đó hiện ra rồi biến mất, thưa ngài. Sao như vậy chứ? Ta thấy cô gái đó trông rất là quen mà. Nàng hãy ngồi xuống và đừng có lo lắng quá. Hoàng tử của chúng ta sẽ biết cách tìm ra cô gái đó mà. Hay là thiếp cùng với ngài đến nơi mà chúng ta gặp cô bé đó nha. Được rồi, ta cùng với nàng đến đó ngay. Thưa hoàng tử, theo thần thấy thì không thể có cô gái nào ở xa hơn kinh thành đâu. Còn ta thì nghĩ khác. Cô gái ấy đi bằng một cỗ xe ngựa thì chắc chắn là phải xa kinh thành hơn đó. Chúng ta tiếp tục lên đường ngay thôi. Chỗ này. Đúng là chỗ này. Thiếp gặp cô bé đó. Không, không phải chỗ này. Thiếp té ngã Rồi lăn từ sườn đồi xuống. Sau đó thiếp cố gắng đến tại chỗ này. Lúc đó chắc nàng đau đớn và sợ hãi lắm. Ta lúc đó cũng rất lo lắng, muốn đi tìm nàng ngay. Nhưng con người nó bị thương, nó đứng yên và không chịu đi nữa. Cô bé còn cõng thiếp đi tìm ngài. Một cô bé đáng thương, đáng mến. Sao hoàng tử lại đến đây? Ngài có việc gì không? Nghe nói ngài bá tước có các cô con gái. Vậy thì ngài hãy mời các cô ấy ra đây thử chiếc giày này. Ngài có thấy cô con gái nào của ngài mang vừa chiếc giày này không? Đã lâu lắm rồi, mình không mua sắm gì cho Lọ Lem cả. Hai đứa kia cũng không mang đôi giày này. Vậy thì chắc chắn là không phải của tụi nó. Không, thưa hoàng tử, các cô con gái của tôi không có đôi giày nào như thế này cả. Thưa hoàng tử, xin ngài hãy nán lại một chút. Tôi sẽ gọi các con của tôi ra thử giày. Trời sắp tối rồi, nàng đừng làm phiền hoàng tử. Hãy để ngài ấy quay về. Ta chắc chắn là không phải của tụi nó mà. Không sao thưa ngài bá tước. Hãy để các cô ấy thử giày đi. Nhưng bây giờ chúng ta tìm cô bé ấy ở đâu chứ? Cũng tầm giờ này ta gặp, và nhờ lá thuốc của cô ấy mà ta đã hết căn bệnh lạ. Nếu ta và cô ấy có duyên thì xin cho ta được gặp cô ấy. Hôm ấy có vài con chim. Nếu chim hiểu được tiếng nói của ta thì làm ơn giúp ta đưa cô bé đó đến đây, hay chỉ dẫn ta đến gặp cô bé đó cũng được. Vậy là nó hiểu ý của thiếp rồi. Chúng ta mau lên xe ngựa đi theo nó đi. Mẹ cậu đứng đó nữa, không chịu vào thắt nơ cho con. Ra đó chỉ có thử giày thôi, mà đứa thì bới tóc, đứa thì chải đầu, lại còn thắt nơ nữa chứ. Tụi bay quá chậm thì hoàng tử không chờ đâu đó. Con kia, xong chưa? Con định đi đâu vậy hả con? Mà cái váy này ở đâu mà đẹp vậy? Dạ thưa dì, sáng nay cha mới mua cho con đó ạ. Vậy hả? Mà bây giờ con định đi đâu vậy? Dạ, con định xuống thử giày của hoàng tử. Con vào đây. Nhờ con xem cái áo của chị có phải bị rách không? Dạ. Dì ơi, dì ơi, mở cửa cho con đi dì. Dì ơi. Hai cô gái này chắc chắn không phải rồi. Chắc là phải trở về hoàng cung. Mai ta lại đi tiếp. Giày đâu? Cho các con của tôi thử đi chứ. Ê, không phải giày của chúng nó thì thử có ích gì đâu. Ồ không, các cô gái chưa lập gia đình thì mới có quyền thử. Còn bà thì... Chào ngài bá tước, chúng tôi quay về hoàng cung. Thưa hoàng tử, tôi còn... Tại sao phụ vương và mẫu hậu lại đến đây? Hoàng tử cũng đến đây thử giày à? Sao rồi? Có thấy cô gái mà con thích không? Như ta và mẫu hậu đã nói với con hôm trước, có thể cô gái ấy đã giúp và chữa bệnh cho mẫu hậu con. Đang ở đây. Đang ở đây sao? Sao phụ vương lại biết? Chính nhờ con chim này. Ai ở đây mà trị bệnh cho hoàng hậu cơ chứ? Không lẽ là Lọ Lem? Nhưng con gái của tôi có phải là Lan Y đâu. Dạ, xin chào quốc vương và hoàng hậu. Ngài có nhầm không? Các con gái của tôi không có tài chữa trị bệnh cho ai cả. Đúng rồi, không phải là hai cô gái này. Ngài bá tước, ngài còn cô con gái nào nữa không? Không lẽ con chim lại dẫn đường sai sao? Dạ thưa dân, tôi còn một cô con gái nữa. Nhưng không biết vì sao từ nãy giờ nó không ra đây để thử giày. Ngài mau kêu cô gái đó ra đây. Dân, thưa hoàng hậu. Lọ Lem, Lọ Lem à, con đâu rồi? Con đang ở đâu? Con đây thưa cha. Con đang ở trong phòng của chị lớn. Kìa, Lọ Lem, con làm gì ở trong đó? Tại sao không ra ngoài? Nè, Lọ Lem, có phải ba mẹ con họ nhốt con trong đó không? Dạ phải, thưa cha. Lọ Lem, tội nghiệp con gái của ta phải chịu nhiều ám ức. Ta thật xấu hổ mà. Con không sao, cha đừng tự trách mình nữa. Có phải con chữa bệnh cho hoàng hậu không? Cành cây dễ mà cha mang về, con trồng trước mộ của mẹ. Không ngờ nó là cây thuốc thần, có thể chữa được các vết thương và bệnh tật đó cha ạ. Đúng là cô bé này rồi. Quốc vương, ngài đến đây mà xem nè. Dạ, con chào quốc vương. Ngài có khỏe không ạ? Nàng trông rất quen. Nàng có phải là... Ồ, chính là con đây mà. Cô bé này là con của ngài bá tước đây sao? Nhưng tại sao lúc trước lại phải ăn mặc rách rưới? Dạ, tại vì ta là người đỡ đầu của Lọ Lem. Nay ta sẽ trao lại hình ảnh đẹp nhất của con cho con nhé. Đây là chiếc giày của nàng. Ta thật sự hạnh phúc khi tìm được nàng tại đây. Ôi, thật không ngờ ba mẹ con người phụ nữ đó đã chiếm công và mê hoặc ngài. Trong lúc ngài bệnh nặng, chính Lọ Lem đã chăm sóc ngài đó. Nhanh tay lên các con, lấy hết các vật quý giá rồi chúng ta chuồn ra cửa sau. Ta trao cho con đứa con đỡ đầu của ta. Con hãy trân trọng và sống hạnh phúc. À, hay quá. Bà còn định lấy cắp đồ vật trong nhà của ta hay sao? Lính đâu, hãy tước hết đồ vật trên người họ, rồi giam bọn họ vào ngục cho ta. Ngươi cũng là người mẹ, tại sao lại đối xử tàn ác với con của người khác như vậy? Dạ thưa quốc vương và hoàng hậu, cũng chỉ vì bà ấy thương con của mình nhiều hơn, nên muốn dành tất cả mọi thứ cho con của mình thôi, nên đã đối xử bất công với con. Con xin ngài đừng bắt giam họ, mà chỉ đuổi ra khỏi vương quốc thôi ạ. Ta đã không sai khi yêu mến con. Con là một cô gái có lòng nhân hậu, vị tha, thật là hiếm thấy. Ta không có chịu thua đâu, phải tìm chị gái của ta để trả thù.